Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ đang là 23 giờ 15 các bạn có thể nhìn đồng hồ ạ. Hôm nay tôi sẽ làm một cái chương trình mà các mẹ bầu và các ông bố thường hay quan tâm, đó là đêm hôm các bác sĩ của bệnh viện Phụ sản Hà Nội có vào đỡ đẻ cho các bạn hoặc là có thể vào mổ yêu cầu cho các bạn hay không. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp bác sĩ Bùi Chí Dũng sẽ giải thích cho các bạn về những cái điều mà các bạn đang quan tâm ạ. Dạ. Xin chào anh. Các bạn. Dạ. Anh hiện tại hôm nay anh vào đỡ đẻ cho bệnh nhân đúng không anh? Vâng ạ, bây giờ hiện tại mình vừa thực hiện ca đỡ đẻ cho sản phụ Hiền ở anh nhìn qua đây bác. Dạ. Với các mẹ bầu thì yên tâm khi mà đã lựa chọn và tin tưởng bệnh viện Phụ sản Hà Nội và đã yêu cầu bác sĩ thì kể cả bất kể đêm hôm và hay ngày cuối tuần, bác sĩ yêu cầu của các bạn vẫn luôn theo sát và cố gắng tối đa gần như 100% vào để đỡ đẻ đồng hành cùng các bạn sau cho mẹ tròn con vuông. Các mẹ tin tưởng đến chất lượng và dịch vụ tay nghề của bác sĩ của bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Trừ trường hợp bất khả kháng thì bác sĩ yêu cầu các bạn mới không vào được thôi. Còn đâu là tất cả các bác sĩ sẽ cố gắng hết sức để đồng hành cùng gia đình và sản phụ để cho các cháu bé khỏe mạnh, chào đời. Anh ơi, cho em hỏi một câu nữa là thường thường là nếu mà khi mà sản phụ có hiện tượng á, đau đẻ hoặc là có một hiện tượng da dịch gì thì có cần phải gọi ngay cho bác sĩ hay là sản phụ sẽ phải làm những bước nào? Anh có thể giải thích cụ thể không? Với các mẹ mà nhất là con so thì chưa có kinh nghiệm nhiều. Dạ. Thì các bạn có thể nếu mà lo lắng nhiều về những cái dấu hiệu bất thường mà mình đã chưa từng xuất hiện, các bạn có thể điện hoặc nhắn tin trực tiếp cho các bác sĩ yêu cầu của mình để có thể được các bác tham vấn nên theo dõi tiếp ở nhà hay là vào viện là có kiếp trực cấp cứu của bệnh viện 24/24 để mà xử lý và đưa ra hướng xử trí tốt nhất cho sản phụ và cho sản phụ yên tâm nhất. Và anh ơi, thế thì ca đẻ của anh đã thành công chưa? Mẹ ra con được mấy cân ạ? Trộm vía bạn bé của mình vừa ra và cũng rất may là bạn mặc dù tim thai nhanh, ối xanh nhưng mà bạn ấy với sự theo dõi sát của cả ekip và hướng dẫn tận tình của bác sĩ thì bạn ấy đã đẻ thường được và mẹ chồng con nuôi. Vâng. Thế sau đây là anh về nhà ngủ anh nhỉ? Thường thì bác sĩ của mình thì không biết là giờ giấc thì nó không cố định. Khi mà có bệnh nhân kể cả trong đêm có vấn đề cấp cứu bọn mình cũng sẵn sàng xử trí và tư vấn 24/24 các mẹ. Vâng.